Đầu Đỗ Thị Bới, sinh năm 1958, địa chỉ thường trú thôn Vĩnh Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, bản địa Việt Phúc Linh Cử. Làm thanh đồng đến từ vùng đất Hải Dương là năm Văn Hiến, thanh đồng Đỗ Thị Bới luôn dốc hết tâm làm cơ con đệ tử cho phóng mẫu. Thanh đồng luôn phát huy khả năng của mình trong việc cứu nhân độ thế, thầy luôn lấy chính tâm chính đức làm đầu, giúp đỡ các con nhang đệ tử có hoàn cảnh khó khăn sát cánh cùng họ vươn lên sống tốt đời và đẹp đạo. Chúng ta cùng chào đón thanh đồng Đỗ Thị Bới đến với thành phố Hải Dương. Chương trình chúng ta giao lưu của thanh đồng Đỗ Thị Bới chính thức được bắt đầu. Gần xa đi nghe à, mày mày mặt mặt ngọng ngọng nghe chân chuốt nghe hài hoa tung dung nghe mà thì tung dung nghe văn tình cao quả thì thành ban tung đầu đầu màu da thiên thiên cung thỉnh mời thanh mông đệ nhất chúa tiên nè tăng là phong chê thăng xe đoàn bỗng ngư về ô hương xa nhạc pháp rơi mông quân chư phật hài hồi tất tất cao văn văn thiện sư nhất thượng vân vân thanh thanh đương vân chư phật hiền và thân thân Nam mô Văn Cung Vạn Bồ Tát Ma Tát Nam mô Văn Cung Vạn Bồ Tát Ma Tát Nam mô Văn Cung Vạn Bồ Tát Ma Tát Sa La Thanh Đa Hồi Cung Đề Nhị Chúa Tiên Cung Thỉnh Mời Thanh Mông Đề Nhị xưa mông ngự trong đền sông sông sơn nhà nhà khác đường mình rong rong dưới đỉnh chân đường phần phải xúc liên được để tổ tiên lành nhiệt tại kim lô phong cảnh các đơn quân từ tiên lãng hợp phương tích nhật xa du biển hạt chú đại dương nam hồ hộ quốc nhân đường bồ tát ma tát nam vô hộ quốc nhân đường bồ tát ma quốc nhân vương bồ tát ma tát sẽ là thành ra hồn cung để tam chú tiên cung thỉnh mời quốc mẫu để tam mê xích lên long long nữ đền thủy cung giới hương định hương dư thệ hương giải thoát giải chi kiến hương vang minh vân đại biên pháp giới cung răng tộc phương vô lượng phật hương tạng nhiệt nữ vân bảo bình chúc chiến đàn trần hữu chân tam cung lam vô hương cung răng bồ tát ma tát nam vô hương cung răng bồ tát ma tát sẽ loan thanh ra trước trước đảm đang nghe trong chiều
một nề tòa Huệ Lan, thơm ngát một tòa hiện vì cây ngọc mặt mà còn xanh ý. Chúng ta tức tăng cúng giang phổ hoàng lân cận thanh chúa tiên trung đường. Sơ điệp dâng lên kim ngân, sơ điệp dâng lên vương cô đầu đôi chép biên dành dành khi cho đại đại trường sinh. Thank you.
khâm sai hội nghị công đồng cho kẻ chính trở dùng hỏi văn ta giống yêu mà cùng là ta cái ân giả là cô bác bán là y không tha ý to
già thêm xanh giữa giờ tí hiền hình bè mái vườn lên gầy gầy ngờ thác cái gầy con thác trẻ mẹ bắt bắt gì mà khó đi Yeah.
thêm nhớ thêm thương cho lòng lòng với lòng thêm nhớ